Các bạn, đây là máy nghe nhạc của Ruizu với mã là D08, bộ nhớ trong là 8G có Bluetooth 5.2. Được Ruizu ra phiên bản mới như vậy tại vì 1-2 năm trước hãng đã ngưng sản xuất cái bản D08 này, bây giờ đã làm lại. Khi mua thì các bạn nhớ check cái mã QR code ở đây nha, tại vì Ruizu bị làm giả rất là nhiều. Bên trong hộp thì hãng sẽ tặng kèm một cái tai nghe, một cọng dây cáp sạc kim luôn, cộng dây cáp để sao chép dữ liệu từ máy tính vào con máy nghe nhạc này. Máy thì sẽ bằng kim loại nguyên khối nha các bạn, nên cầm rất là chắc tay. Màn hình là 2.4 inch rất là to như vậy. Điểm đặc biệt của con máy này thì bạn có thể xem được chiều ngang hoặc là chiều dọc tùy chỉnh. Ở cạnh bên trái thì là cái micro để ghi âm, cạnh dưới thì là jack 3.5mm để cắm tai nghe có dây, khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ lên đến 128GB chui sạc. Cạnh phải thì sẽ là nút nguồn và nút khóa màn hình. Ở mặt dưới thì sẽ là loa ngoài. Với con máy nghe nhạc này thì cái loa ngoài của nó rất là lớn, tại vì nó hướng đến cái việc gọi là giải trí xem phim. Vì ngoài chức năng nghe nhạc ra thì bạn còn có thể xem video nè, nghe đài FM nè, ghi âm, đọc ebook, xem hình ảnh. Và ở trong phần tool này đó là sẽ có đồng hồ bấm giờ nè, đồng hồ báo thức, xem lịch và máy tính. Với con máy nghe nhạc này thì nó sẽ có hỗ trợ tiếng Việt nữa, nhưng mà tiếng Việt của nó sẽ không đầy đủ, nên mình khuyên các bạn là nên sử dụng tiếng Anh đi cho nó dễ, tại vì tiếng Việt nó bị dịch không chuẩn và nó bị giữa tiếng Việt và tiếng Anh rất là lộn xộn. Đây chỉ là một clip trên tay nhanh thôi, clip review chi tiết mình sẽ để link ở bên dưới. Nếu mà bạn cần thêm thông tin gì thì cứ liên hệ với mình qua đây hoặc là qua đây. Link mua hàng được miễn phí vận chuyển mình sẽ để bên dưới luôn nhé. Rồi, xin chào bạn.